xong đây là những miếng thịt đã sắc ra rất mỏng, rất đẹp và rất đều nha các bạn. Các bạn quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay mình sẽ test thử chiếc máy thái thịt. Đầu tiên thì ta sẽ bấm công tắc để cho máy hoạt động. Sau đó thì ta sẽ bỏ miếng thịt vào trong máy để máy thái. Như vậy là tôi đã test xong chiếc máy thái thịt này. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn quý vị đã coi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.